Chào các bạn, trong video này đó thì tôi sẽ so sánh về cloning với là stamping. Hai lệnh này đó thì nó sẽ tạo ra một cái copy bạn. Chẳng hạn như mình thí dụ mình muốn copy ra chú mèo bạn nhé. Thì thí dụ đây tôi sẽ chạy cloning, tôi bấm hai cái. Và tôi vừa tạo ra một con mèo mới bạn. Và tôi có thể lựa chọn con mèo nào cũng được. Bấm thêm một cái nữa. Và tôi bây giờ nó có ba mèo tất cả bạn. Bốn mèo. Bây giờ stamping sao bạn? À, để tôi đổi màu khác để cho bạn thấy. Khi tôi bấm stamping đó bạn đó. Thì bạn thấy nó ra màu xanh không bạn? Cũng copy ra bạn. Nhưng mà tôi lựa nó không được bạn. Rồi tôi sẽ bấm stamping và tôi sẽ copy con này giống vậy bạn nha. Đó, nên tôi lựa được. Ba này là cloning. Hai này là stamping. Thêm một con nữa. Ba con này là stamping. Tôi vừa viết script đây để tạo ra clone 10 con mèo bạn. Và mỗi con mèo đều có màu khác nhau. Và tôi sẽ bấm. Đây, 10 con mèo bạn. Và tạo ra bởi những lệnh này. Đây là ta nói là con mèo tạo ra đi tới cái chỗ con chuột. Mà khi mà tôi tới đâu thì mèo sẽ in ra chỗ đó. Đổi màu clone đó bạn. Và mỗi con mèo này thì tôi có thể lựa nó bạn. Thì nó là cái sprite. Còn clam đó thì sao bạn? Tôi vừa copy lệnh này xuống đây bạn. Và tôi đổi create clone đó thì tôi lấy, bây giờ tôi sẽ chạy stamp bạn nhé. Và tôi sẽ bắt đầu chạy. Bạn thấy nó cũng in ra giống như là clone đấy bạn. Nhưng mà tôi lựa nó không được bạn. Muốn clear nó đi đó thì bạn phải bấm. Bạn bấm cái này nó không có đi bạn. Chỉ bạn clear thôi bạn thì nó mới biến mất. À, đây là cái script tạo ra chú mèo. Mỗi lần chú mèo chạy đi thì nó lớn lên bạn. Và đây là cái kích thước. Và mình đổi đây bạn. Và mình stamp mỗi lần nó đi là stamp. Stamp đó là bạn lấy cái dấu stamp bạn. In hình nó ra đó. Để làm lại. Đây, để mình chạy script này luôn. Script này đó thì bắt đầu bạn. Script này là vẽ đường đi bạn. À, trong script này đó mình chỉ stamp khi mà mình bấm cái space bạn nhé. Thì thử chạy các bạn. Đây là cái lệnh vẽ đường đi bạn. Khi bạn muốn stamp thì bạn bấm space, tôi vừa bấm trước và tôi sẽ bấm nữa bạn. Nếu mà bạn muốn đổi custom thì cũng dễ thôi bạn. Bạn vô sprite này bạn và bấm custom. Thí dụ mình vô lấy vài vật gì đó bạn đó. Ba bốn vật được bạn. Tôi vừa lấy đây bạn.
custom cho con mèo này bạn. Và mình sẽ đổi script một chút. Thì mình sẽ đi lấy trên custom. Chạy lại coi. Bây giờ đó. Bấm cái, bạn thấy nó ra con mèo. Bấm cái nó ra. Nghĩa là cứ lần, mỗi lần tôi bấm space đó, là nó đổi cái custom của cái sprite mà. Đây là cái custom của sprite đây bạn. Và nó cứ đổi liên tiếp. Để mình cho một thí dụ xài stamp bạn nhé. Đây là sprite, bạn vô custom. Thì bạn sẽ lựa nhiều vật gì đó bạn đó. Chẳng hạn như là lựa animal đó coi. Một con, hai con, ba con. Chẳng hạn bạn lựa bốn vật này. Và bạn bấm OK. Thì dưới custom nó có 1, 2, 3, 4 con vật này bạn. Thì mình sẽ viết script. Chẳng hạn như là khi mà mình bấm space đi thì mình sẽ stem nó. Và mình trước khi stem nó thì mình muốn đi tới chỗ con chuột chẳng hạn như bạn nhé. Đây đây, nếu mà tôi bấm space thì tôi sẽ có một con chuột đây bạn. Icon. Và thí dụ mình muốn đổi cái custom này sao bạn, thì mình sẽ trở lại cái script bạn. Thì mình sẽ chẳng hạn như mình lấy một cái space nữa, thì mình lấy một cái arrow hay cái gì cũng được bạn. Thì mình trên next custom trở lại bạn, clear đi trước. Và tôi sẽ bấm space. Và thí dụ tôi mà muốn custom mới đó thì tôi bấm cái arrow bạn nhé, mũi tên, thì nó sẽ đổi cho bạn. Và tôi sẽ lựa custom khác. Vẽ lại bạn. Tôi sẽ bấm space và tôi đổi vị trí bấm space. Bây giờ tôi muốn vẽ con khác mà, tôi bấm cái arrow bên tay phải bạn nhé. Bạn thấy nó ra con bọ đây không? Bọ đây. Và tôi sẽ đổi costume khác, giờ ra con bướm bạn. Nếu mà bạn dùng hai lệnh này đó, thì bạn có thể vẽ một cái phong cảnh nào bạn nhé. Trong costume này đó thì mình để bao nhiêu vật mình xài bạn. Hẹn các bạn trong video tới.